Chương 1 Giới thiệu nhân vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nó Hàng Bảo Hân 17T1 tiểu thư xinh đẹp, danh giá, là con một của tập toàn chuyên kinh doanh nước hoa kim đá quý hát quý hát nổi tiếng đứng thứ nhất thế giới về lĩnh vực ấy. Nó sở hữu gương mặt xinh xắn như baby. dáng cực chuẩn, học hành thì giỏi. Quán nhau cũng chẳng vừa chẳng như những cô gái giàu có khác nó ngang bướng, nghịch ngợm, lanh mồm, thay vì học đàn thì nó lại có hứng thú với võ thuật. Vì chiều con gái nên ba mẹ nó cho nó tự quyết định. Ở trường nó nổi tiếng là chị đại khối 11, hắn. Hoàng Gia Phong 18T Con trai duy nhất của tập đoàn xe hơi nổi tiếng TXH, sở hữu gương mặt đẹp đến hoàn hảo nhưng lúc nào cũng lạnh như tảng băng di động. hot boy số 1 của trường cũng là một playboy chính hiệu giỏi võ. Học tốt. Ban chủ của bang Black Devil, Lý Thiên Hạo. Bạn trai nó. Cũng đẹp mà không bằng hắn nhã vi. Xinh đẹp, gia đình có tiếng là giàu có, chẳng bằng nhà hắn với nó đâu. Là bạn gái hắn yêu thương nhất. Đẹp theo kiểu song phấn, nham hiểm và độc ác nhưng vợ yếu đuối trước mặt hắn, chuyện hôn ước định mệnh, vợ cờ là của anh sẽ ra sao? những toan tính mưu mô nảy sinh từ lòng ghen tị của con người sẽ mang đến kết quả gì hai người thật lòng yêu nhau có đến được với nhau không con người sẽ tự quyết định số phận của mình hay cam chịu cái gọi là định mệnh người ra đi rồi có để lại cho người ở lại sự đau thương những câu hỏi trên sẽ được trả lời trong câu chuyện nhé vui vẻ đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến đừng ném đá ạ à. nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả